cặp trắng kinh và bông em. Đợt này thì sẽ có rất nhiều chó con Bắc Hà sù trắng để mọi người chọn. Toàn chó đẹp. Kinh vừa bông. Lúc sau gộp chuối. Con nào? À. Hôm mới thấy hôm kia thế thả ra của thả ra phân phối. Thả ra hai con phân phối thế mà cho thả con kia ra phát ngờ mấy khi ra khỏi ngoài phát lên là kinh nhảy vào phối luôn. Đến ngoài. Một phát lên luôn. Nhận nhận dạng luôn. Mọi người thấy giống Bắc Hà trắng là đẹp không? Đấy, bám luôn. Bông chị đã xong, bây giờ đến bông em. Ừ. Mấy đứa chơi với nhau đi. Kinh làm trò gì đấy Kinh ơi? Từ từ, vội vàng quá. Một là mình Kinh, ba em lần lượt. Lại đánh dấu. Vạt nó đi. Trong 4 em thì một em là đã lấy giống xong rồi. Bây giờ là đến cặp thứ hai. Việc con nào con ấy làm. Hai con làm gì cứ làm, hai con cứ tung tăng chơi. Đằng kia đã xong. Mọi người thấy giống Bắc Hà này có đẹp không? Một cái giống chó mà có thể nói là các cụ nói không có sai, nhất bạch nhị vàng. Cái con chó trắng nuôi gia đình vẫn là cái con đẹp nhất với chó ta nha. Nhất bạch nhị vàng, tam khoang tứ đốm, không sai. Một con thì không thấy gì lắm, nhưng mà nếu mà nuôi khoảng 3 con 4 con thì mới thấy là nó khác biệt. Con chó trắng nhìn nó rất là đẹp. Thôi nào ra đây, không làm phiền chúng nó đi. Em này thì tách con đến hôm nay là coi như tách con hoàn toàn rồi. Bầu sữa của nó xẹp rồi. Rụng lông nhiều hơn. Rụng hết cái lớp lông đệm ở bên trong rồi. Đang mọc lại lớp lông đệm mới.
khoảng một tháng nữa thì sẽ nhìn là sẽ dày, lông nó sẽ có một cái độ dày như là cái con thiếu lông kia. Đây lông đuôi thì vẫn còn dài, chưa rụng. Này, ra đây, dứt quả nè. Nào ra đây anh xoa tí nào. Ra đây, gái xinh, ra đây. Xích lại gần đây thì mới xoa được chứ. Đang muốn đi dứt quả. Đợt này là kinh là sẽ ghép với lại ba con. Bọn này thì giờ nó đang thiếu lông, chờ cái lúc chắc là đến lúc gần đẻ là cái lúc mà lông của nó sẽ mọc đủ thì mình sẽ quay lại video mấy em này để cho mọi người ngắm. Khi nào như bọn này là khoảng tầm 2 tháng nữa thì lông sẽ mọc đủ, khoảng 2 tháng nữa. Như một em đang lấy giống này và một em sắp lấy giống này là cái lớp lông đệm của chúng nó là đã mọc đủ rồi. Giờ nó bắt đầu mọc lớp lông dài. Còn con này là cái con mà nó mới tách con này thì bây giờ nó mới rụng cái lớp lông đệm. Trong năm nay thì cái tình trạng mà cho cái lên giống mà nó không chịu con đực mình thấy là khá nhiều. Ui giời, cho con cho con nhà hàng xóm qua đàn cho con. Nói tiếp về cái việc cái con chó cái năm nay là thấy con nó có cái tình trạng là nhiều con nó lên giống nhưng mà nó hầm hè con đực nó không chịu. Thì cái đấy nó là do con cái nhá, không thể giải quyết, không làm cái cách nào được đâu. Khi nào con chó nó lên giống bình thường thì nó sẽ bám con đực, nó sẽ chủ động nó quấn con đực. Còn nó mà không chủ động quấn con đực thì bó tay. Năm nay mình thấy cái tình trạng đấy ở cái giống chó ta này thì ít nhưng ở cái giống chó Tây thì nhiều. Có lẽ nó là do cái vấn đề thời tiết. Năm nay thời tiết nó dị nên là nó có cái tình trạng đấy. Có nhiều người thì cũng quan tâm đến giống Bắc Hà này và hỏi giá. Thì thực ra mà nói là những cái con chó mà mình đi tìm ở trên bán ấy thì mình có thể nói chia sẻ thật với mọi người là cái giá mà mình mua mấy cái con chó giống về ấy, thì là mình mua được một con chó cái là mua 12 triệu. Chó đực là mua 2 con 8 triệu, 9 triệu. Đấy, còn cái con chó con của cái giống này thì như bây giờ thì giá đợt này thì giá nó rẻ vì ít người nuôi được. Thì nó ở trong cái khoảng tầm 5 triệu, 6 triệu thôi. Nếu mà như thời điểm năm ngoái, năm kia thì nó phải 7 triệu, 8 triệu thì mới mua được. Con chó con trắng. Màu vàng thì nó rẻ hơn màu trắng. Màu trắng là cái màu giá nó cao hơn vì nó hiếm. Nó hiếm chó màu trắng. Mà nhất là cái hệ phả gen của nó mà cái phả gen của nó cái độ gọi là độ ổn định về gen màu của nó như là bọn này, nó đẻ ra 100% là chó trắng hết. Thì ít, cho nên mọi người ít gặp những cái con chó trắng là vì cái con chó trắng bình thường ấy nó có thể đẻ ra màu khác nữa. Cái con chó trắng mà nó đẻ ra hoàn toàn chó trắng thì phải nói là cái gen này rất là may mắn mới gặp được. Đó, thì mọi người mà thích chó con Bắc Hà trắng thì liên hệ nha. Đợt này đang có mấy đàn chó con để chọn. Có đàn thì đón luôn được. Mà nếu mà ai mà có điều kiện nuôi thì mình khuyên là nên nuôi lấy 3 con. 3 con là gọi là mỹ mãn. 3 con, 4 con. Nuôi một cặp thì vẫn hơi ít. Vì thực ra cái con chó ta này nuôi nó không có tốn mà nó ở sạch. Thành ra là nuôi nó nhàn đó. Nó không có tốn kém vất vả như là con chó Tây. Đó, nói chuyện một tí là chúng nó đã xong rồi. Khoảng tầm 10 phút thôi. Kinh đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó, cho ta đến cả cái việc mà lấy giống thả giống nó cũng
nhàn, không cần hỗ trợ cái gì cả. Bắc Hà trắng này có thể nói là một cái giống chó tuyệt vời để mà nuôi gia đình, với những cái người mà thích nuôi con chó bản địa cho nó nhàn, dễ nuôi, tức là dễ nuôi, vừa là đồ ăn, là dễ ăn gì cũng được. Hai nữa là nó theo cái nếp, tức là theo nếp con chó ta, không săn gà rồi này kia. Thì mọi người có thể chọn cho con đợt này. Còn thực ra con nói con chó ta nó không săn gà ấy, là cái bản năng của nó nhìn chung là chỗ nó không săn gà nhé. Nhưng nếu mà một cái con chó con nó chưa biết con gà là cái gì cả, mà những cái lần đầu tiên mà chúng ta để tiếp xúc với con gà mà con gà nó chạy, con chó nó lùa theo ấy, thì có thể nó sẽ thành con săn gà đấy. Cho nên là vẫn cứ phải nhắc chúng nó ở những cái lần đầu tiếp xúc, nó rất là quan trọng, nhắc chúng nó. Còn về cơ bản ấy, thì cái con Bắc Hà này và cả con Mông Cọc nữa, nó là cái con chó mà đồng bào người Mông người ta nuôi, hầu như là người ta nuôi ở trong chuồng gà. Để làm gì? Để người ta nuôi trong chuồng gà để một là nó giữ gà, tránh trộm cắp vặt, đại khái là thế. Nhưng cái quan trọng nữa là nó tránh mèo rừng, mèo rừng nó vào nó bắt gà. Thì cái con chó, nhiệm vụ của con Hơ Mông và con Bắc Hà này là đồng bào người ta nuôi là để nó đuổi mèo, săn mèo. Cho nên là mọi người mà nuôi cái giống Mông Cọc với Bắc Hà, mọi người sẽ thấy một cái đặc điểm là rất là đặc trưng của chúng nó, là chúng nó cực kỳ ghét mèo. Người ta gọi là cắn nhau như chó với mèo đấy. Nó ghét mèo hơn con chó ta lắm, nó ghét hơn nhiều luôn. Đó, vì bao đời của chúng nó là nhiệm vụ của chúng nó chủ yếu là nó canh mèo rừng với lại canh chó hoang, kiểu sói, kiểu cáo ấy, cũng là cái hệ mèo. Nhưng mà mèo rừng là nhiều, chúng nó canh mèo rừng thì chúng nó ghét mèo lắm. Nên có thể nói là nếu mà ai mà thích nuôi mèo thì lại khó nuôi được bọn này. Và nếu nuôi từ bé, nắn chúng nó thì chắc là chúng nó vẫn cứ thân thiện được thôi. Nhưng về cơ bản nếu mà nuôi để tự do là bản năng của chúng nó ghét mèo, rất ghét mèo luôn. Đó, thì mọi người mà quan tâm cho con Bắc Hà hay là Mông Cọc thì cứ liên hệ qua Zalo điện thoại 0901008234 nhé. Gọi điện thoại mà mình không nghe được, vào lúc mình bận mình không nghe được ấy, thì cứ để lại tin nhắn, mình sẽ liên lạc lại. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.